Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến tham quan chiêm bái một ngôi chùa được coi là ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Đó chính là chùa Dâu ở Bắc Ninh. Mời các bạn theo mình nhé. Từ Hà Nội sang Bắc Ninh thì tiện nhất mình vẫn đi đường cầu Thanh Trì thôi. Mình xin được giới thiệu sơ qua vài nét về ngôi chùa này. Chùa Dâu là một ngôi chùa nằm ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km. Đây là trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất của Việt Nam, là di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam được xếp hạng năm 1962. Khi bước vào chùa, ấn tượng đầu tiên là tháp Hòa Phong 3 tầng cao 17 m, được xây bằng gạch nung nằm giữa sân. Bảng đá khắc chữ Hòa Phong Tháp ở mặt trước của tầng 2. Chùa Dâu được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc, lối thiết kế đặc trưng của những ngôi chùa cổ tại Việt Nam. 4 dãy nhà liên thông hình chữ nhật, bao quanh 3 ngôi nhà chính, tiền đường, thiêu hương và thượng điện. Tháp Hòa Phong ở giữa sân này nguyên bản là có 9 tầng, nhưng thời gian đã lấy đi 6 tầng trên của tháp, nay chỉ còn 3 tầng dưới, nhưng vẫn uy nghi vững chãi thế đứng ngàn năm. Chân tháp vuông, 4 cạnh gần 7 m. Tầng dưới này có 4 cửa vòm và có 4 vị tượng thiên vương cao 1,6 m ở 4 góc. Trong tháp treo một quả chuông đồng đúc năm 1793 và một chiếc khánh đúc năm 1817. Chùa Dâu còn có những tên gọi khác là chùa Cả, Cổ Châu Tự, Diên Ứng Tự. Đây là ngôi chùa được coi là có lịch sử hình thành sớm nhất Việt Nam, cũng là một danh lam bậc nhất của xứ Kinh Bắc xưa nay. Đây cũng là một di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam được xếp hạng năm 1962. Mời các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại biểu tượng tháp Hòa Phong của chùa Dâu. Tiền đường của chùa Dâu đặt tượng hộ pháp Bát Bộ Kim Cương. Như các bạn cũng đã thấy thì trước khi vào bên trong tiền đường làm lễ thì du khách thập phương và các Phật tử đã thắp nhang ở bên phía bên ngoài rồi. Còn ở bên trong tiền đường này thì không cho phép thắp nhang bên trong nữa để đề phòng cháy. Các bạn có thể thấy là bên trong chùa rất là cổ và cũ, đúng không ạ? Quay lại lịch sử, chùa được xây dựng vào buổi đầu công nguyên. Các nhà sư Ấn Độ đầu tiên đã từng đến đây. Vào thế kỷ thứ 6, nhà sư Tì-ni-đa-lưu-chi từ Trung Quốc đến chùa này, lập nên một phái thiền ở Việt Nam. Chùa được khởi công xây dựng năm 187 và hoàn thành năm 226, là ngôi chùa lâu đời nhất và gắn liền với lịch sử văn hóa Phật giáo Việt Nam. Ngôi chùa được xây dựng lại vào năm 1313 và trùng tu nhiều lần qua các thế kỷ tiếp theo. Trước mặt các bạn là ban thờ bà Đậu Pháp Vũ. Do chùa Đậu đã bị phá hủy thời kháng chiến chống Pháp nên tượng bà Đậu Pháp Vũ cũng được đưa về thờ ở chùa Dâu. Tượng này có niên đại thế kỷ 18. Một trong những ấn tượng khó có thể quên ở nơi đây là những pho tượng thờ. Đây là nơi thờ Đức Ông, Quan Âm, Thánh Hiền, Địa Tạng Vương, Hậu Phật. Ngoài ra, thượng điện đặt thờ tượng bà Dâu Pháp Vân uy nghi trầm mặc màu đồng hun, cao gần 2 m, có gương mặt đẹp với nốt ruồi to đậm ở giữa trán, gợi liên tưởng đến những nàng vũ nữ Ấn Độ. Phía trước là một hộp gỗ, trong đặt Thạch Quang Phật là một khối đá, ở hai bên là tượng Kim Đồng và Ngọc Nữ và bà Trắng, bà Đỏ, Quan Âm, Thiên Thù, Thiên Nhãn. Ngoài ra, phía sau của chùa chính còn đặt các tượng thờ như là tượng Bồ Tát, Tam Thế, Đức Ông, Thánh Tăng. Chùa Dâu gắn liền với sự tích Phật Mẫu Man Nương, thờ tại chùa Tổ ở Làng Mèn, Mãn Xá, cách chùa Dâu 1 km. Tương truyền Man Nương là một người con gái rất sùng đạo, năm 10 tuổi đến theo học đạo ở chùa Linh Quang, nay là huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tại chùa có thiền sư Khâu Đà La là một vị cao tăng đầu tiên sang Việt Nam truyền đạo tại đây. Một hôm thiền sư đi vắng và dặn Man Nương trông coi chùa cẩn thận. Đến tối Man Nương ngủ ở thềm, Khâu Đà La về và bước qua người, sau đó bà thụ thai. Cha mẹ Man Nương thì trách cứ thì Khâu Đà La có dặn rằng là đó là con Phật không phải lo phiền. 20 tháng sau, Man Nương sinh hạ một người con gái vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, đem đến chùa và trả lại cho thiền sư. Ông dùng cây gậy tích trượng gõ vào cây dâu ở cạnh chùa, cây dâu tách ra, thiền sư đặt đứa bé vào trong và cây lại khép lại. Khâu Đà La trao cho Man Nương cây gậy và dặn khi nào hạn hán thì đem gậy cắm xuống đất để cứu nhân dân. Khi vùng Dâu bị hạn hán 3 năm liền, Nhớ đến lời dặn của ông thì Man Nương đã đem cây gậy thần cắm xuống đất. Ngay lập tức nước đã phun lên, cây cối ruộng đồng lại tươi tốt và chúng sinh thoát nạn hạn hán. Tiếp đó có trận mưa to, cây dâu bị bão gió quật đổ xuống sông Thiên Đức là sông Dâu, rồi trôi về Lưu Lâu. Khi đó Thái thú Sĩ Nhiếp cho quân lính vớt lên để làm nóc điện kính thiên, nhưng không ai lay chuyển nổi. Man Nương đi qua liền xuống sông, buộc giải yếm vào và bảo có phải con mẹ thì đi lên theo mẹ. Ngay lập tức kéo cây lên rất dễ dàng. Sĩ Nhiếp thấy thế kính sợ, tuyển 10 người họ Đào tạc tượng tứ pháp là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, tượng trưng cho mây mưa sấm chớp để thờ. 4 bức tượng Phật đó được đặt ở 4 ngôi chùa khác nhau trên cùng một khu vực là chùa Dâu, chùa Đậu, chùa Giàn và chùa Tướng. Khi thợ tạc tượng gặp trong thân cây một khối đá bèn vứt xuống sông. Đến đêm thấy lòng sông rực sáng, Sĩ Nhiếp cho người vớt nhưng không tài nào vớt được. Man Nương liền đi thuyền ra giữa sông thì khối đá tự nhiên nhảy vào lòng. Khối đá ấy được gọi là Thạch Quang Phật, Phật đá tỏa sáng. Khu vực này là nhà thờ Tổ và thờ Mẫu, nằm sát bên trái hậu đường. Lễ hội Chùa Dâu được diễn ra trong ngày 8-9 tháng 4 âm lịch hàng năm, rất long trọng và quy mô. 5 ngôi chùa lớn tại 3 xã của tỉnh Bắc Ninh thờ Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện và Phật Mẫu Man Nương sẽ lấy Chùa Dâu làm trung tâm, thực hiện nghi lễ rước các bà. Có thể nói Chùa Dâu với niên đại lâu đời nhưng vẫn giữ gìn được nguyên vẹn các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Bắc Ninh, cái nôi của Phật giáo Việt Nam mà còn là di sản vô giá của đất nước. Nếu cơ quan công ty bạn muốn đi lễ các chùa Bắc Ninh thì hãy liên hệ với Vân theo thông tin ở phần mô tả để được trải nghiệm những dịch vụ du lịch tốt nhất nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và theo dõi những video du lịch mới nhất nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.